Hello, xin chào quý bà con. Và hiện tại Khánh đang có mặt tại vườn, và năm nay là cái hiện tượng rệp sáp ở trên trái non rất là nhiều. Quý bà con dùm em Khánh nha, nhớ dùm em Khánh là phun nha, để cho tránh nó đỡ bị rụng trái nha, non nha quý bà con ha. Và hơn nữa là dùm em Khánh là nhớ lưu ý đặc biệt dùm em Khánh là phun dòng SC mát thôi. Trong giai đoạn này là trái non, trái sơ sinh nha quý bà con, không được phun các cái dòng EC. Dòng EC thì rất nhiều các công ty độ chế vào đấy là rất nguy hiểm nha quý bà con ạ. Phải phun dòng SC dùng em Khánh. Đó, cái dòng SP mát mà chơi cho chắc quý bà con ha. Cái dẹp mà sáp dẹp bông này rất là dễ trị quý bà con ạ, không phải khó đâu, nên quý bà con đừng có lo quá lo lắng ha.